nào đó có quyền trợ giúp hả? Rồi xe lên xe xuống đủ bộ luôn. Không có để cái biển công trình đang thi công hay gì chứ mà để chạy lên ngoài ta. Xe lên cô bác ơi, tấp vô. Trời ơi. Trời ơi. Ta xe xe đằng sau, đằng sau xe xe. Chạy thì nó mà giờ nhóc ruột. Thằng Hầu quận xuống á, quận xuống mới nhóc ruột chiếc xe. Thắng á, thắng nó cháy thắng. Rồi máy móc hư hết rồi. Đó, máy hư trơn rồi. Rồi hư hết rồi. Xanh dần trơn rồi. Gương người tốt việc tốt dính liền. Rồi mình đi sớm hơn cái mùa trái hồng quân rồi. Đây cô bác mình thấy đây là trái hồng quân, trái nhóc trơn hả cô bác? Nhưng mà trái còn nhỏ 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 không à. Đó mình xem nè. Đó, hồng quân. Tớp có máy mạnh không có gì mà đi mà la ó gì vui dữ. Đi mình thở không chết. Tớp đi chuyên nghiệp hay gì đâu. Xe xuống cô bác ơi, tấp vô. Xe xuống. Quay lại đây rước cừu nè. Quay lại đây rước tôi nè. Rồi đây 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 cô. Đây nè tôi nè. Coi chạy xuống à? Ờ đi lên à, đi lên ha. Dạ dạ. Chứ đường còn xa lắm, nắm không nổi thì đi xe. Chết máy dọc đường rồi. Xanh dờn rồi. Xanh dờn rồi, con thấy xanh dờn rồi. Thôi đổ xăng vô liền ha. Chú phụ ơi. Hù quản không. Không bóp. Chưa tới thì bóp. Hôm nay xe đẹp đúng rồi. Rồi xe lên cô bác ơi, tấp vô. Thôi từ từ để quay. Quay hơn hả ba. Con cũng hết nổi rồi. Rất này muốn bò luôn rồi.
Trời ơi, máy móc gì đâu muốn hư chân. Hôm nay cái chú kia không có đi hả chú? Không có coi. Dạ. Trời ơi, còn khỏe hơn mình nữa. Trời ơi, giờ luôn. Mình còn gì đâu mà thở ra carbonic không kỳ hết. Em bé rồi chứ. Nói vậy. Nói luôn. Ai mới nói vậy? Quay lại liền. Em không. Đâu có thấm thiết gì nó đâu. Trời ơi, đi vừa rồi đổ xăng vậy đó hả? Chảy ra hết trơn rồi mà. Bình xăng nhỏ quá, phải trăm liền liền. Hết xăng liền liền. Còn bà cô bình xăng lớn nè, khỏi đem nước cho đem xăng. Dạ. Mà mang cái bình xăng không cũng muốn chết rồi. Nặng nề ha, thân di chuyển nặng nề ha, khổ ha. Nói vậy chứ cũng có người hỗ trợ bình xăng ăn sao á. Có người hỗ trợ ha. À, nhiều khi cái máy lớn ăn xăng còn dữ hơn cái máy nhỏ nữa. Dạ. Hai cây nữa. Ờ, còn mày tự hỗ trợ luôn hả? Có hai cây có hơi à. Này vừa đi quay phim mà vừa hỗ trợ mình luôn. Sao vậy chứ cũng còn xa lắm à. Giống xa hơn đường kia. Dạ, đi cái đường kia gần hơn. Dạ dạ, đường kia gần hơn. Đường ở trên mà núi Trà Sư đi trở xuống á, gần hơn. Mộ đó. Dạ, cái đường Nghĩa Trang á. Nghĩa Trang đi gần hơn. Không? Ôi ôi. Cái trái này trái hư, trái này trái hư chứ không phải cái màu này quá. Ủa màu đỏ hả cô? Chứ không phải nó hư ha. Không, cái này vẫn cầu. Màu tím cầu mà nó màu đỏ. Đỏ quá. Màu tím không phải màu đỏ. Màu tím ha, màu tím hoa sim ha. Ta mới có trái chiến mà không giờ cũng thích con báo. Báo nữa. Làm bột. Không. Mấy cái củ. Cưng có quay cái cây Hồng Quân không? Dạ có quay rồi. Đó, đây đây nữa nè cô phải học ở trong nè. Đó. Mà trái còn nhỏ không ha? Trái này còn nhỏ nè. Hồi năm rồi mình đi cây còn nhỏ không? À. Nhờ năm rồi mình đi, năm nay nó mới mau lớn vậy đó. Nó có hơi người. Hồi ơi lâu lắm rồi mới gặp lại cái hột này. Hột nó hột gì? Cái hột gì quên mất tiêu rồi. Nữa. Cái hột này quý lắm nè. Tao bẻ cho sau rồi. Đây 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 đây, trên đây trên đây. Hột này quên là cái hột gì? Chứ bằng lạ quá. Nó nhà có quên nè. Hú chảo. Hả? Đậu hột qua hột đậu đậu cái này bán chị. Gì quên mất tiêu à? Hột đậu gì? Cái hột đó là cái hột đỏ đen, đỏ đen. Đã biết đi vậy mình nói gì đây. Hột đỏ đen. Quên mất tiêu rồi, lâu lắm rồi. Mất tích ở quê lâu lắm. Xe cô bác ơi, nép vô. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Có con nai mà chạy ngang đây không? Không. Đức Phật không trả lời không. Mà Đức Phật lại đứng lên. Nói từ hồi tôi đúng lên tới bây giờ tôi không thấy cái gì hết. Tức nhiên là con nai không bị chết, mà cái chú thợ săn không bị tội, mà Đức Phật không nói dối luôn. À, vậy là từ lúc ông đứng lên ha. Đứng lên là ông không thấy. À, hồi không? Lúc đầu ông ngồi thì ông thấy. Ngồi thấy. Nhưng mà chỉ thì cái ông thợ săn đó ông lại ông ông giết con thỏ, chết nè, ông bắt tội rồi Đức Thầy, Đức Phật mà mang cái tội giọng chỉ nữa. Xác luôn. À, cũng giống như ông kia, từ lúc tôi mặc áo mới tới giờ là không có gặp con heo cưới nào chạy ngang chứ không? Ừ. Hồi tôi đứng lên tới giờ không thấy con gì hết. Không thấy gì. Rồi Đức Thầy cũng vậy, cũng cứu con cóc đó. Đức Thầy đạp con cóc với giò nhưng mà không nói con cóc chạy đâu hết á. Rồi cô kể chuyện đó nghe con. Ừ. Rồi ừ. Mấy sao sao đầu đuôi sao con cũng nhiều chuyện đó. Rồi cô kể đó. Thì giống như là cái mấy cô đó mấy mà làm cỏ mà bắt Đức Thầy đi ra gặp mấy cô đó bắt cóc á xỏ sâu. Sao? Rồi Đức Thầy mới đi ra gặp mà cái con cóc nó đang chạy lạc, cái Đức Thầy mới lấy cái giò ấn nhẹ xuống con cóc. Thấy không? Rồi cái Đức mấy cô đang rượt con cóc đang kiếm, Đức Thầy không có nói là con cóc đâu hết. Đức Thầy nói con cóc con cóc. Mấy cô kia mới đậy đứng dậy rượt bên này rượt bên kia thì không thấy con cóc nào hết. Rồi Đức Thầy mới dở giò lên thì cho con cóc nó chạy. Tất nhiên là không có nói dối mà không nói cho ai hết. Rồi nếu đánh lạc hướng đánh lạc hướng. Dạ. Nhưng mà đánh lạc hướng bằng cách khéo á, dạ, không bị tội. À. Nếu mà nói con cóc chạy bên kia thì nó dối sao? Chạy bên đây thì nó dối. Nếu mà để đạp với giò thì tao lấy bắt sao? Chị nói con cóc thôi ha. Chứ nó con cóc. À. Nhưng mà tự nhiên con cóc đạp với giò. À, cũng như ăn trộm mà nó chạy xuống giường mình, nó trốn cái ra cửa nhà dòm phía đông dòm phía tây ăn trộm trộm. Thì không biết được ở đâu. Mình chỉ nói con cóc tôi đạp để cái từ lại tao bắt thành ra chú mà tội xác vô người ta sao? À. Cái gì? Con cóc nó không chết mà mấy bà kia không tội mà Đức Thầy cũng không có bị nói dối luôn. Đúng rồi. Nói gì ra? Mình học những cái lời khéo của những cái người đi trước. Ông nói hai cây số đó hả? Mình bắt trước những cái người đi trước, mình nói theo đặng mà xử cho mình cái chuyện nào mà nó dối tất cả những gì mà tội thì mình nên nói. Nói những cái tội cái gì mà cho lợi chúng sanh thì mình nói, còn những tội nào mà cái gì mà hại chúng sanh thì mình đừng nên nói. Dạ. Vậy đó mình học theo. Dạ. Được không? Không. Gặp như mình á mà chỉ kìa, tôi mới gặp con nai chạy ngang nè, rồi chết. Con nai chết. Chú thợ săn bị tội, mình bị tội sát sanh chúng rồi, ta. Gặp luôn. Cô gặp con hươu chạy ra, con nai chạy ngang vậy cô nói sao? Thì mình cũng được cái kế gì mình nói nó được chứ. Ở kế của cô sao? Ví dụ như mình gặp chạy ngang là mình cũng giống như Đức Thầy đó, nói lắc đầu không cho là. Tại nếu mình không biết xử theo Đức Thầy Đức Phật được, mình lắc đầu. Lắc đầu phải không? Im lặng phải không? Im lặng lắc đầu. Thế nếu mà chúng chỉ thì thành cũng tội nữa. Thôi bây giờ mình xử theo người phàm của mình đi. Chứ đâu có tâm bằng Phật nổi. Vậy là lắc đầu im lặng phải không? Lắc đầu im lặng. Rồi. Ta tưởng mình câm mà thôi ha. Nín thinh đi. Dạ, gì cũng được ha. Thấy mình không trả lời, tất nhiên người ta phải đi chứ. Dạ. Ta đâu hỏi nữa. Mình chỉ mang cái bệnh câm thôi. Câm thì cũng câm rồi. Ủa cô ở tỉnh nào? Tôi ở Đồng Tháp. Đồng Tháp. Lê Dung. Tân Hòa chứ. Dạ. Tôi vậy. Con hay đi núi không? Ít lắm, mới đi lần đầu tiên. Mới đi lần đầu tiên. Trời ơi, sao mà lỗ phải thay vậy ta? Có bí quyết gì không? Không có thuốc thang gì không? Đây cũng có thuốc chứ. Có thuốc hả? Có tăng lực hay gì không? Có khỏe. Khỏe rồi. Rồi cái tâm thành ý nguyện mình xin, mình giấy Phật thân đã đổ mình đi. Rồi, ở nhà cô có loại bộ hay gì nhiều không? Ở nhà thì cũng chạy xe đạp không à. Thôi chạy xe đạp được, bởi vì đi núi được rồi đó. Đúng rồi đó. Còn mấy kia ta chạy xe máy không à, đâu có nhúc nhích gì đâu. Chạy xe máy. Dạ, bởi vì chạy xe đạp, đạp quá xá mà lên núi đạp cũng được. Đi sử dụng đi chợ, dạ, đi đám tuần thế độc giảng mấy sự rồi chạy xe đạp không à. Dạ, bởi vì chở thêm một người bạn đi theo nữa đó. Dạ đúng rồi, bởi vì cái đôi chân này là leo núi là phải rồi. Có người bạn không biết chạy xe. Dạ. Rồi xin đi ban chỉ sự đó. À. Chở đi. Ồ chạy mình ên rồi còn đèo thêm người nữa. Khoảng chừng 2 cây số, 3 cây số. Ồ tập quá sao tập mà. Rồi đi có đường ta láng lắm đó. Dạ, nhưng mà đạp rồi cũng dữ dằn lắm. Ờ chiếc xe cũng xỉn rồi. Dạ. Nhờ vậy máy móc bây giờ nó không có xét, không có hư gì trơn ha. Ừ. Đi núi rồi ngon lành. Ừ đi chở lắm. Ừ sao mấy ông này từ trên đi xuống ta.
sao của mình đây. Bò chỗ cô người ta không có tổ chức đi núi sao mà đó giờ cô không đi. Ồ, có đi. Tôi gần chỗ ông hay quen rồi đấy mà. Ủa mà sao đó giờ cô không đi? Tại cũng như là cái tâm của tôi không có thích đi đông quá. Dạ, cái chỗ ồn ào náo nhiệt ha. Đi thí dụ như hai xe đi chỗ xe. Nào chừng 500-700 người thôi chứ đi nhiều quá chứ. Hai xe ba xe đặng mình cũng như là ổn định cho nó không dạ. Có ồn ào, nó không có cái gì lộn xộn không quá vậy đó. Dễ ha. Thích như vậy đó. Dạ. Có đợt này tính đi chắc cũng ít. Rồi, đâu có duyên cũng nhiều quá. Xe của bác ơi tấp vô. Xe xuống của bác ơi. Rồi cô bác thấy ở đây là cỏ tranh. Đó, người ta lợp nhà ngày xưa người ta nói một túp liều tranh mà hai quả tim vàng đó cô bác. Cái này là cỏ tranh đấy, để người ta lợp nhà ngày xưa. Ta bó lại từng bó rồi người ta lợp lên cái nóc nhà đó. Rồi xe lên đó cô bác ơi, nếp vô. Dạ. Ta thuốc hết. Giết rồi không còn cây chanh làm thuốc nữa. Tại mình không. Trời ơi, ai mà cắt cái chuồng cu ấy tới nó. Độc quá ha. Trời ơi. Rồi trời sấm chớp ì đùng sao sấm lên đó. Cắt cái đó cũng chẳng ai. Coi như là đi núi cho này tôi có nhân viên đó. Dạ. Tự nhiên cái tâm phát lên nó thôi chứ này có phải đoạn nào đi núi mình đi ké thôi cả. Cái tới phải đoạn luôn. Ừ. Hỏi thăm có đi cái đi ké luôn. Mình sát bên mà. Tôi tưởng là tôi hỏi thăm tôi đi hai ba xe nha. Dạ. Trời ơi tôi tưởng đây tôi quá đông rồi. Cho đoạn chú sau mình đợt này mới nhiều. Cũng đi chung ngày nè. Cái bữa mình lên Cô Tô đó con là đụng đòn của ổng. Ừ, thấy đó, chứ đó. 11 xe hả gì? Ừ. Quá. Nhà mấy bạn đạo của tôi, mấy bà đó, bạn ổng có đi lần người ta biết sâu. Biết ổng cứ lộn không? Lộn sâu. Trời ơi, sâu gì quá dữ vậy? Đây là con sâu núi. Đây, con sâu núi. À, tại con sâu nó ở trên núi. Không biết nó có dữ không ạ. À, cái bột huyền. Cái bột huyền. Dạ. Nửa qua núi Trà Sư có thấy người ta bán bột huyền nhóc trơn là nó. Cái bột huyền nó hình như là pha nước uống giống như bột sắn gì đó. Con chưa uống cái bột đó. Gần tới rồi. Tôi ít thích cái đi đồng cỏ mà đều ai đi tôi nung đúc lắm. Không chào ha. Ở nhà tôi ai hết thích thì tôi đi. Trời ơi, đây Hà Thu Ô nhiều dữ ta. Người ta ấy để uống trà nè, Hà Thú Ô nè. Ta đào cái rễ của nó sắt để uống trà đó, để cho nó mát trong người, đen tóc đỏ da đó. Đắng, thuốc đắng mới giả tật. Uống nó mát. Mưa là hết chỗ trốn luôn. Ở đây không có chỗ nào trốn hết. Mưa chung hang đó. Có hang nào đâu chú? Con không thấy cái hang nào trơn à? Có môn chui xuống cái giếng á, 5 người chui xuống 5 cái giếng. Còn nhiêu ở trên. Trời. Đó cửa ướt thôi. Đường lên điện thầy.
cái đường này quá, đường mới mở đó. Nó bích được kia, nó mở đường này. Ủa là tư giác này lên tới đó đã hả? Trời ơi, hay ha. Quay cho bản mà nó cứ đi hoài không dính chân. Đó, vậy là bị dính rồi đó, vậy là bị dính rồi đó. Dạ. Dạ. Thôi, cái đứa bé này nó lộn dữ ghê. Đi cái này đen luôn. Đi đen luôn. Cái này nhìn không ra luôn rồi. Nó vậy cho nó trắng là nó trắng hoài rồi. À, Thuận Điền xe tới, nó về con đưa cho cô cái cạc. Dạ. Sớm nữa nắng con gái. Dạ. Mà bắt cái kiểu mà mình lên chở này nó quay cái gì luôn đó. Sao rồi luôn. Một bước nó không đây như cái con. Đây cái chuyện ngày đau đó. Xe cô bác ơi, xe lên nha, tấp vô, xe lên cô bác. Cái dây hay là cái cũ? Cái dây cũng được, mà cái cũ cũng đủ còn hay nữa. Cái cũ mới tốt. Tại vì mình không có cũ thì mình có dây. Còn mình có dây mà không có cũ. Ừ, mình có dây mà không có cũ. Hà Thu Ô đó, đắng lắm. Tại sao lại gọi là Hà Thu Ô cô? Không biết, tại sao mà. Ông bà là Hà Thu Ô thì mình kêu vậy chứ mình cũng không biết ra sao nữa. Sắp tới chưa cô? Cô không biết, hồi nào giờ mới đi lần đầu tiên. Mới đi lần đầu ha. Rồi con định bám theo cô để sợ lạc mà nhìn không được, còn đi theo cô khác nữa. Đây nè, đây nè. Vậy là cô đi rồi phải không? Vậy là con bám theo cô nè. Vậy là các ăn nè. Đó, đây là cái hồ nước. Cái này là để người ta tưới mấy cái cây rẫy ở đây nè cô bác. Tưới cây rồi ở đây đó. Vậy là mấy người nhà ở đây không biết cái hồ nước để tưới cây để cho mình tham quan múc nước. Là thay đổi giờ nhân diện liền đó. Rất ngon. Để cho ca gửa cái từ người thường chuyển qua chung vô diệm. Cây củ huyền. Củ huyền, huyền, huyền. Người ta nghiền ra làm bột như là củ sắn. Giúp như sắn. Ở bên núi Trà Sư người ta bán bột. Ăn cây được không? Dạ. Ăn cây được không? Cái cây thì không biết rồi, tại người ta lấy củ rồi chú. Dạ, cũng giống như là củ cải trắng vậy đó. Chắc tôi nghĩ là giống như là cái bột sắn quá, tại cái củ đó tôi có bột đó tôi cũng chưa thử lần nào chứ. Cái bột sắn đó thì cái bột sắn đó thì mình đổ nước nóng vô mình ăn phải không, còn cái này là chắc cũng tương tự vậy quá.
Ở đây hình như là khoai mỡ, khoai ngọt gì nữa quá, mình thấy nè. Nhưng mà dạ. Dạ khoai ngọt. Khoai ngọt củ đỏ đỏ đó. Khoai nhớt đó, tao còn kêu khoai nhớt, khoai mỡ. Còn đây là đậu đũa, đậu que. Đậu que, đậu đũa. Đũa hả que? Que hả đũa? Đũa hả que? Kế bên đó, về đũa. Cái này dễ kêu biết gì không? Cái gì chú? Cậu nháy. Cái gì? Không phải. Không phải cậu nháy. Không phải cậu nháy. Cái cây gì người ta làm thuốc hay gì đó, cái cây gì nhà tới nhà bò gà mình. Tới nhà bò gà. Ồ, quá đẹp luôn rồi. Quê hương mình đẹp làm sao. Ôi ôi, Kiên Giang mình đẹp lắm. Này lên An Giang mình đẹp lắm. Ôi ôi, sao la lạc hết hồn. Tới nhà bò gà rồi nè. À, còn đoạn nữa. Tới đây là cũng hết chạy xe được rồi. Chú hồi ha. Ra hả vô chú. Ra ha. Uống vô nó ra hả? Uống vô là uống vô ra chứ không. Rồi, vậy là không uống nước là không ra mồ hôi ha. Bữa nay rút được cái kinh nghiệm mới nha. Vậy là phải kiệt nước mới được. Sát bên rồi, ló đuôi rồi. Đó, hình như nghe tiếng súng đạn y âm rồi. Tới chiến trường rồi. Súng nổ rồi kìa. Súng nổ đá lông rồi. Hôm nay em kỳ dẫn không vậy? Ủa, ở nay là ở đây cánh đường đó rồi đi đâu? Không, cái đó người ta trồng cây rồi đó. Người ta mở đường ta trồng cây mở rồi. Đường thì dẹp cái đường này mà đi à. Hoặc là bên đó là người ta mở đường để chạy xe luôn. Ủa sao cái đó trong máy đọc hả, là người ta đọc ta máy hả? Rồi sao nay nằm lấy liệt trơn rồi. Vô đây coi chừng là có ông chằn hay gì trong đây đó nha. Cái nhà vô đây coi chừng ấu ăn thịt đó. Đây không có chằn. Gần lắm rồi cô ơi, khoảng chừng 500 mét nữa. Máy móc rồi sao rồi, hư trơn rồi. Thôi không ai chở xuống đi, còn chừng 100 mét nữa mới tới lần. Chở xuống đi được à. Đi hoài mà chẳng tới nơi. Này chắc trở về quá. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
nào cũng xin muốn làm tăng trưởng nhìn tinh, xin mời quý vị nhìn tình vỗ tay xin cho một chàng hoa tay đi có quảng cáo nữa, không biết nhà nào tài trợ chương trình này, không biết tới mê rồi. Gần lắm rồi, gần lắm rồi. Gần lắm rồi chú. Qua cái ngã rẽ trước là tới rồi đó. Khoảng chừng 250 mét nữa. Lên mạng coi miễn phí, khỏi mua đĩa. Mà nó đẹp hơn đĩa nữa. Trời ơi, sao thật có thương quá Việt Nam đây nữa. Sao con Minh Phượng nó bắt lên nó mới thiện được, tôi không biết bắt này. Nó bắt giả rồi, lên YouTube mình nói được rồi. Nó hiện lên được rồi, nhưng mà cái... con muốn thiết ngày nào thì nói được rồi, con cái này nè. Cái này cái gì? Cái này muốn bắt cái gì sao? Nó một người ngay á, giá có người à, hai người tôi rút đôi lại à, hai vợ chồng cũng lớn chưa, không chứ mở nữa kìa, bánh nó kìa, bị mãn vậy, không nghe mấy thiện nói sẽ yêu mạnh hơn quỷ. Này ở đây mình đi chợ cái cũng không cái gì chứ, có xe trên này, có cái đường xe, có đường xe trên này nè, tại mình đi cái đường này đường bộ á, đường xe bên kia đi qua gần ha. Dạ. Ủa cô tới rồi hả, 30 ngàn đi được khúc, có quyền trợ giúp không sao, dù sao cũng sắp tới rồi. Tới rồi, qua cái eo tới rồi, qua cái eo là tới rồi đó, qua cái eo là tới rồi, rồi qua cái eo này là tới rồi. Hãy subscribe.
tới hoài. Đây, ông đi nãy giờ đi trước mà ông đi trước làm sao? Ông đi nãy giờ ông trước làm sao đó hả? Tới rồi. Tới rồi. Tới rồi. Tới rồi. Tới rồi. Dạ. Qua cái eo trước đó chú. Qua cái eo đó. Tới rồi. Tới rồi, tới rồi. Dán miếng nữa. Dán miếng nữa. Còn phía nữa hả? Còn chút xíu nữa. Rồi tới thiệt rồi đó cô bác ơi. Trước rồi đó. Cái mày bột quyền. Cái bột quyền. Cái mà nó tự hơi mày. Cái hơi mày. Phải gọi hơi mày mình nha. Mày múc bột, múc bột mà phải mày cái dùng mà đi ra ngoài đường dương rồi chồng phải mày lát bự bự chẳng chẳng gì làm cái mày nó. Tới rồi, tới rồi. Cái nhà gần đạo rồi. Tới rồi, tới thiệt rồi đó, thằng này là tới thiệt rồi đó. Tới thiệt rồi đó. Tới rồi cô bác ơi, nhanh lên, tới rồi. Tới rồi. Lần này tới thiệt rồi đó. Nãy giờ tới giả. Tới rồi. Cái chùa với mấy bà cô ở Vũng Lão. Chùa mình có thể là nó phải là chùa mình xíu. Còn mua nó là mình cứ mua ở giá rồi cô bác ơi, vậy là mình đã tới cái điểm chính của cái núi già Năm Giếng rồi đó, tức là cái khu vực có năm cái giếng ở đây, để mình quay toàn cảnh ở đây để cô bác mình tham quan cái rồi mình xem chi tiết cái giếng ở phía bên dưới nha. Đó. Thì ở đây là không có hàng quán cô bác, trước giờ là không có hàng quán, nhưng hy vọng có cái đoàn lên thì người ta sẽ chạy lên đây buôn bán cho mình ăn uống. Thấy cái giếng chưa? Thấy giếng chưa? Thấy rồi ha. Rồi giấc này mình sẽ qua tham quan năm cái giếng ở đây nha cô bác. Đây như cô bác mình thấy ở đây là khu vực của năm cái giếng đây. Mình sẽ đi sơ khởi đây để cô bác mình tham quan nha. Đây theo cái hình này thì cái giếng này là của cái bàn tay phải cô bác.
có nghĩa là cái bàn tay phải cắm xuống ở đây, cái đây là ngón tay trỏ, ngón tay chỉ, ngón tay giữa, ngón tay áp út và ngón tay út là ở dưới kia, đó là năm cái ngón tay. Mấy cái nhỏ nhỏ không tính vô. Thì truyền thuyết ngày xưa kể lại rằng là khi Đức Thái Thượng Lão Quân ở trên trời, ngài xuống trần gian là đi dạo tới cái khu vực năm giếng này, ngài nghỉ ngơi và cảm thấy cái cảnh sắc ở đây quá đẹp và gió thổi vi du, ngài muốn trở lại nơi này một lần nữa nên in dấu năm ngón tay xuống đây để làm dấu, để sau này ngài có dịp sẽ trở lại tham quan cái khu vực này. Từ đó thì mình có năm cái ngón tay ở đây đó, nên gọi là núi già năm giếng đó. Rồi mình đã tham quan xong cái khu vực năm cái giếng nước ở dưới rồi đó cô bác. Để mình quay toàn cảnh một lần nữa để cô bác mình tham quan nha. Bởi vì tôi chọn rồi, hai bà còn ở ngoài. Tắm ở đây là tiêu trừ được cô na đó. Cô na mà gặp cái nước này là nó giang ra. Cô na là gặp mình tắm cái nước này là nó giang ra luôn. Rồi ở đây là có một cái điện thờ đây cô. Có cái điện thờ như cô bác mình thấy nè. Cái điện thờ ở trong nè cô bác. À, để mình đây quay toàn cảnh ở đây một lần nữa để cô bác mình tham quan nha. Đây là cái hướng nam, hồi nãy mình trổ lên cái hướng bắc, cái hướng mình di chuyển tới đây cô bác. Và hướng của năm cái giếng là ở bên này. Bên này có một cái điện thờ. Qua đây là cái đường cùng rồi cô bác. Ở đây là cái hướng trở về khu vực của núi Trà Sư. Cái hướng này hướng chạy xe được luôn. Ở đây là có một cái khoảng đất trống, thì cô bác mình tới đây tham quan là nhớ đem nước nôi, tại vì ở đây là không có cái hàng quán gì ở đây hết. Để mình nhích qua bên đây một chút xíu nữa để cô bác mình tham quan nha. Giếng có gì không? Không có giếng hả? Không. Cô bác. Ở đây là có một cái bãi đá trống nè. Hồi trước thì không có điện thờ cô bác, bây giờ có dựng lên một số điện thờ như cô bác mình thấy ở đây nè. Vậy là mình đã cùng hướng ở đây để mình quay toàn cảnh một lần nữa để cô bác mình tham quan cái mép bên đây nha. Trước kia có dòng giếng sâu hơn, có dòng cuối. Rồi mình trả lên hả cô. Trời ơi, ông nào không tắm luôn rồi nè. Trời ơi. Trời ơi. Nhảy dưới cái lồng ngọc của ta đi mất dáng chịu. Tắm luôn nào. Cái này tắm chung với nồng nọc. Cô bác mình thấy có số nồng nọc ở dưới này nè. Gì nè? Có hai mình đó bạn. Hai chưa tới. Đi đâu mà chị với chàng? Út sao? Nè, chị ăn không?
To chiều sau hả? Trời ơi. Nước này nó dơ là tại vì ở trên nó cô bác trời mưa cái gác ghến ở trên nó chảy xuống thành ra mấy cái giếng này nó hơi dơ. Nhiều cái phái đoàn đó, người ta đến đây đem đồ để tát nước ra để hứng nước sạch lại đó cô bác. Nhưng mà qua một hai đợt sau là bắt đầu là cát đá ở trên nó cũng chảy xuống rồi thành ra nó cũng dơ tiếp tục nữa. Ở đây là không có sạch được. Trừ khi ở đây là mình xây một cái dòng thành mình bảo vệ thì mới sạch được thôi. Chứ ở trên là nó tuôn gác ghến xuống là nó vẫn dơ tiếp tục vậy đó. Trời ơi, bên đây cái vụ gì mà bu đông dữ vừa. Trời ơi, người xưa cảnh cũ, cái cảnh của năm rồi nè. Rồi hết luôn. Hết luôn. Cháy dừa luôn. Tại ở đây là không có hàng quán cô bác. Cái ngày thường là ở đây là gần như là rất là vắng khách luôn. Thành ra ở đây là không có hàng quán. Bởi vì khi mà một cái đoàn di chuyển tới đây là không có nước uống cô bác. Thành ra là các cái cô bác này là buôn bán có nghĩa là theo thời buổi đó nha, có đoàn lên rồi mình chở dừa lên mình bán. Mình ngừng chút xíu cô bác, nghỉ ngơi chút xíu rồi mình sẽ quay tiếp. Giấc này là tới cái giờ cúng tập thể đó cô bác, mình sẽ quay cái giờ cúng tập thể này để cô bác mình tham quan nha. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Đại Hạnh Đại Nguyện Đại Từ Bi Kim Thân Phật. Và kính thưa đạo tổ thượng quý ông, quý bà, quý cô bác cùng các huynh đệ và kính mến. Thì giờ đây đến điểm Ngũ Hồ Sơn thì tất cả mọi thầy chứ quý vị cũng gác môn nhân trở về nơi tâm thanh tịnh đồng hướng về phía trước cung thỉnh đồng xá ba xá. Nam mô A Di Đà Phật. Và đồng chắp tay lên trán thành tâm khởi nguyện. Nam mô A Bà Giáo Chủ Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Ta Bà Giáo Chủ Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bluetooth mount. 1, 2. Nam mô Ta Bà Giáo Chủ Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Thập Phương Phật. Nam mô Thập Phương Pháp. Nam mô Thập Phương Tăng. Nam mô Phật Tổ Phật Thầy Quang Thượng Đẳng Đại Thần Chư Quang Cụ Thần
chư vị sơn thần, chư vị năm non bảy núi cảm ứng chứng minh. Hôm nay là ngày 25 tháng 5 niên Canh Tý. Phái đoàn hành hương của chúng con trở về Ngũ Hồ Sơn đồng kính viếng, và chúng con nguyện cầu ơn trên Phật Tổ Phật Thầy chăm quan các ngài từ bi hộ độ Trung Quốc thế gian an, đất nước Việt Nam được mưa thuận gió hòa, bá tánh an cư lạc nghiệp. Và chúng con nguyện cầu cho cụ quyền thất tổ được tịnh độ siêu sanh, phụ mẫu tại đường được tăng long phước thọ, phụ mẫu quá khứ được giảng Tây Phương. Nguyện cầu cho bá tánh vạn dân từ tâm bác ái giải thoát mê ly. Và nguyện cầu cho phái đoàn hành hương của chúng con khi đi được mạnh lành, được bình an nhiều sức khỏe, và khi trở về nhà giải hết quả căn, tật bệnh tiêu trừ, nghiệp chướng tai qua nạn khỏi, và kết duyên cùng Phật Pháp tinh tấn tu hành cho đến ngày thành công đắc đạo. Nam Mô A Di Đà Phật. Và cũng thỉnh đồng xá bốn xá. Nam Mô A Di Đà Phật. 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 Và cái thỉnh đồng xá ba xá niệm Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô Đại Thế Chí Bồ Tát, Nam Mô Quan Thế Bồ Tát. Và cũng đã xong, mà hỏi quý cô bác mình ngồi xuống. Dạ mời quý cô bác nào, chúng ta ra gì ạ? Thì xin mời quý cô bác mình cứ gì ạ? Dạ giờ này chứng mưa rồi. Dạ không có mưa đâu á, chỉ có mưa đây thôi. Dạ hồi nãy con có sơ lược rồi đó, ở đây có năm cái giếng nước, quý bác mình đứng đi. Rồi tối chừng nào mà gì cô á, tối đây có thằng bạn chơi, làm biết làm là mình đi lộn vừa nào cô ơi. Rồi dắt mình di chuyển đi luôn ha cô. Hy vọng là không có mưa. Mưa là mệt lắm à. Đồ đạc ướt hết luôn. Sao rồi cô? Máy móc rồi sao còn chạy về tới nhà nổi không? Cái gòn này nó kêu nó tốt lắm con ơi. Tốt bọc rồi. Máy tốt. Chạy hoài được hoài ha. Rồi, tốt. Xài mấy chục năm vẫn còn xài tốt. Đồ nhật. Thì mấy ông cũng rồi. Có 10 ngàn trái về rồi. Vậy sao người ta mới lên. Cúng đi đi. Cúng đi, mấy mới lên. Cúng đi. Ai cúng rồi đi về trước. Cái ông giữa rừng giữa núi mà người ta nhóc hết vậy. Cái này cái gì anh biết không anh? Cú quyền. Ông tắm nước tiên mà. Cái nào nó khoát dữ rồi, kể cho lại cho mình cái nước rồi, nước thì biết nước gì, nó khoát rồi khoát ra ngoài. Nước không là tiên nó tâm mình nè. Nước đó là nước hồng ngọc. Nó gãy
Nó mới gọi đầu mấy bà thứ mình không. Nhỏ đó đi đi ruộng cũng gặp giếng vậy đó. Phát lên tắm thôi rửa mặt. Cô bị dị ứng hết cho mặt luôn. Cái con đĩa có chút xíu. Đĩa chút xíu. Vô trong cái lỗ mũi. Thôi ô. Rồi đầu ha. Chừng tháng sau hành đi khám ra con đĩa chậm mà. Thôi ơi. Quay lên đài mà. Quay lên đài Hậu Giang. Trời ơi, vậy là cái chỗ đó đĩa dữ lắm sao cô? Ghê vậy? Đó gì? Cái chỗ con đâu có đĩa. Nó không có đĩa mày nhận nhiên như cái con đó nó mí lị vậy. Rồi vô trong chổng rồi nó thành bất ngờ ha. Cũng như là nó nhỏ quá. Rồi vô chổng rồi nó từ từ lớn lên ha. Nó có cái chất máu là nó màu lớn. Màu lớn ha. Màu ăn trống lớn ha. Hả là nó uống sữa mà sữa cô gái Hà Lan không có gì chứ. Không phải Hà Lan nữa. Nó uống thứ dữ không đó. Quay lên cái nhỏ mới 24 tuổi à. Dạ. Sao anh thấy được? Mà anh mắt hầm, mắt thịt anh sao anh thấy ra được? Mắt anh có mấy người không anh mới thấy ta đất đạo. Không đất đạo sao ở trên trời đất Phật nó nói lại gì vậy? Đi Phật hàng hàng cho khá số cho đó. Cũng phải thu thu dài dài. Trời ơi, đi tới đây sao có ông tiên ngó ngồi giữa đường nè. Chứ cái mà anh mà lao mà không mà tôi tin được chắc không phải được cái gì mất là phải tôi là trong này không có phải giống như ai trên giò là khổ lắm luôn cái trình hay ha lắm hay con gắt tu đi cực kỳ luôn con không dám tu có sao tu sợ gì đi con bé quá con gấp rồi xuống xa địa ngục con nói không bà nó không sao cứ xuống địa ngục rồi trở lên nữa tu nữa nữa ha từ đó tu hoài tu nào được thôi nha liên quan sắc rồi đó là quý vị không nghe sự tích đó là giữ rồi rồi sao có kể nghe đó mệt ơi quá kể đi được khúc nào đỡ khúc đó kể được khúc nào đỡ rồi tóm tắt thôi khúc đầu khúc giữa khúc cuối thì tóm tắt nghe ơi câu chuyện nó dài lắm đó dài khúc lắm. Cuối thôi khúc cuối thôi trả giá rồi trả lời hết cỡ rồi vì khúc đầu thôi bây giờ tôi hỏi chú cậu nha đó, mệt rồi còn hỏi nổi ha kêu cái chuyện kể không nổi mà hỏi nổi nè ví dụ một cái người đó bạn trộm ba đời mà cái đời thứ ba mà không vợ không con sống chỉ ăn trộm nhưng mà muốn tu rồi chú có thu thập người ta không để có thu thập người ta không trả lời coi cái này sợ bị gài quá à. Chứ bên đạo Phật là chủ yếu là không cái lòng từ bi nhưng mà chú theo cái tâm từ bi của cậu đó không không để tôi hỏi cái nghe cái gia đình của người đó không tham lam thôi tới đi biết tiền từ đạo đức mà cứ dâu về bên con dâu nó tham lam vừa la nó không được nó cũng người chồng nó cũng theo nó luôn chừng nào nó ở tư duyên được thằng chồng nó cũng theo nó à bên sao? Chồng nó hồi đó hiện từ không có tham lam gì hết thì nó có theo chồng nó ủa theo vợ nó còn nếu mà con vợ mà tham lam ủa con thằng chồng tham lam người bên con vợ thì hiện từ về đó thì con thằng chồng cũng con vợ cũng bắt chước theo luôn nói chung là con người mình có đầy đủ công đức có thể thu giữ không được giờ quá thấy bên trọng như vậy ai cũng như vậy chân không phải bất cứ không nghe quan trọng là cái máy nào mạnh á cái máy nào mạnh qua bển mà cái máy của cô con dâu này mạnh rồi kéo ông chồng đi luôn rồi sao thấy không bên chồng á nó tham lam ở cái bên vợ hiền từ không có tham lam ở cái bên vợ gì cái ủa mà tôi đang hỏi câu chuyện này chưa chồng câu chuyện khác là sao cái câu chuyện này gõ gạo tôi nghe trong kinh đàng hoàng nha chứ không phải tôi nói bằng miệng đâu nha thì cũng nhảy qua theo bên chồng luôn à tôi nói bằng trong kinh gõ gạo luôn tôi nói không có bằng ra ngoài thôi à có lý á dù tiên phàm ma quỷ súc sanh có nghĩa là người ta chịu quay đầu hướng thiện là mình độ chứ đâu có suy nghĩ gì nhiều cô phải không đúng rồi dù người đó là có tội đến đâu cái mẫu chuyện của bên thầy là có cái đó đó dạ. Rồi cô kể nghe đi
con đang nhiều chuyện nè mà con không kể gì chứ. Cũng như là cái rồi. Ông đó tôi mới nói tới nãy tới cái chỗ là ông nói ông muốn tu nhưng mà ông còn ăn trộm. À, còn ăn trộm. Rồi lên mới hỏi tôi trên tổ đình mới hỏi thầy. Dạ. Thầy mới ông nói bây giờ con muốn tu đó thầy ơi nhưng mà con không biết làm sao sống, không ruộng không đất không có gì vậy để sống, mà đời con nếu mà không làm ăn trộm thì con đói. Bây giờ con quy y với thầy nhưng mà thầy phải cho con điều kiện. Thầy hỏi điều kiện gì? Phải cho con ăn trộm. Đức thầy mỉm cười cho luôn, cho ăn trộm rửa tu. Nhưng mà đức thầy cho là một câu vậy nè, trước khi mà quẩy đồ người ta ra khỏi cửa, để chân cửa phải niệm 3 tiếng Phật rất lớn, rồi cậu đi niệm 3 tiếng lớn, con dọn chạy hoài làm 3 tháng không đói. 3 tiếng lớn niệm Phật lớn, bắt đầu cái trong nhà tới rượt chạy, cũng làm 3 tháng vậy không đói. Ông đó không biết sao. Bữa đó vô nhà ông bá hộ là đệ tử của thầy luôn. Rồi cái đầu cái ông bá hộ thì giàu lắm, cái ông mới chuyến này phải ăn trộm mới có ăn không thôi chết đói. Cái ông mới vô mở cửa, ông gánh đồ ra tất cả để trước cửa, nhưng mà ông này ăn trộm tôi bằng hết là xuất sắc luôn. Quá giỏi ha. Vô nhà không ai biết. Rồi, ra nhà ông hay luôn. Rồi, hay chưa. Cái đầu gánh ra đàng hoàng, cái ông chợt nhớ là gì nè. Ủa mình đệ tử của thầy mà. Mình ăn trộm mình làm nhơ quế thầy sao? Thấy không? Mình đói thì đói, phải để cho thầy có danh dự. Đã là một đệ tử của thầy mới phải. Thấy không? Anh chọn mà cái tâm nó rất tốt. Rồi, giấc này hoài đầu hướng thiện rồi phải không? Ừ. Cái đầu ông bỏ gánh ông đi về à? Cái ông chủ của nhà ông mới ra nó lạ thay, bữa nay ăn trộm mà tại sao không lấy đồ? Cái ông thắc mắc quá. Bữa đó ông đi lên tổ đình, ông nói với thầy. Ông nói rồi sao thầy ơi, sao nhà con mà mận gì đó không ăn trộm mà cổng đồ ra trước cửa mà tại sao không lấy? Còn cái ông ăn trộm tính nói với thầy, nếu con không lấy thì con chết đói, mà bắt buộc con phải bỏ lại thì con nhịn đói. Thầy nói với thầy phải giải quyết. Cái ông ra nói trước, cái ông này nói, ủa hồi đêm hôm tôi gánh đồ của anh tôi ra, nhưng mà tôi nhớ tôi làm đệ tử của thầy, tôi có lấy. Tôi lấy, tôi làm hay nhục thầy sao? Mất tiếng của thầy thôi tôi không lấy, thôi là chết đói. Rồi cái ông bả hộ mới nói nè, vậy hả? Vậy thôi ông về nhà tôi đi, tôi nuôi ông tu luôn, ăn rồi tu luôn, tụi ông cùng ăn cùng tu, rồi hãy ông tu vậy thôi. Đức thầy độ bằng cách đó, độ ông ăn trộm phải không? Ừ, độ ông trộm và độ ông bá hộ luôn. Rồi ai mà cải hối ăn năn hoài đầu hướng thiện thì bằng tăng dắt dùm phải không? Đức Phật, đức thầy độ mình bằng cách đó đó. Chứ không phải độ mình cho mà tự nhiên trúng số hay là mình làm nên cho giàu. Độ khéo ha, độ có duyên lành vậy đó. Độ cho ông này cũng giàu nè. Chứ bây giờ mà kêu ổng mà nghĩ ăn trộm ngang ổng không chịu phải không? Người ta đói mà nếu người ta tu người ta chết đói sao được. Khiến như lễ ông đó ông nuôi. Cái ông đó ông nuôi cái đầu cái rồi hai ông cùng tu luôn, cùng tiến luôn, cùng lên cùng đường giải thoát. Hồi lúc là đức thầy đó. Vậy là ông giàu nuôi ông nghèo. Đúng rồi. Cũng vớt.